năm loài động vật có bộ răng đáng sợ nhất hành tinh đầu tiên là lợn babirusa lợn babirusa có xuất xứ từ indonesia chúng không chỉ gây ấn tượng bởi hai chiếc răng nanh hàm dưới mọc dài uốn cong như ngả voi mà còn có hai răng hàm trước xuyên qua vào miệng những chiếc răng nanh mọc khác thường này có thể gây nguy hiểm cho sự sinh tồn của chính chúng nếu những chiếc răng tiếp tục phát triển chúng có thể uốn cong ngược trở lại và đâm thẳng vào não những con lợn babirusa được dùng những chiếc răng sắc khỏe để làm vũ khí hạ gục tình địch khi muốn giữ bạn tình vào mỗi mùa sinh sản. Thứ hai là cá mút đá biển. Cá mút đá biển là loài cá sống ký sinh thuộc họ Petromyzontidae. Loài này được tìm thấy ở bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu và Bắc Mỹ ở phía tây Địa Trung Hải và ngũ đại hồ. Nó có màu nâu, xám hoặc đen trên lưng và màu trắng hoặc màu xám ở bụng. Chúng có thể phát triển dài đến 90 cm cá mút đá biển sống ký sinh trên nhiều loài cá. Chúng sử dụng miệng để tự gắn vào da của một con cá và nạo mô cá chủ bằng lưỡi và răng kê tin sắc của nó. Dịch tiết trong miệng của cá mút đá ngăn chặn máu của nạn nhân không bị đông. Nạn nhân thường chết vì mất máu quá nhiều hoặc nhiễm trùng. Thứ ba là cá rắn lục. Cá rắn lục được tìm thấy ở độ sâu 4.500m dưới đáy biển và là đại diện của một trong những loài cá trông đáng sợ nhất sống dưới nước. Loài cá này cũng được biết đến là tay săn mồi hung hãn với nhiều chiếc răng có móc, cực sắc nhọn, cùng chiếc miệng to đến nỗi không thể khép lại được. Chiếc bụng có khả năng phát sáng nhấp nháy sẽ là điểm thu hút con mồi ở cá rắn lục. Những sinh vật xấu số lao vào sẽ trở thành miếng mồi ngon của cá rắn lục. Thứ tư là cá hổ Goliath. Cá hổ Goliath khổng lồ là một loài họ hàng khổng lồ của loài cá ăn thịt khét tiếng Piranha. Đây là một trong những loài cá nước ngọt hùng dữ nhất hành tinh. Nó được coi là quái vật nước ngọt ở các lưu vực sông Congo, sông Lualaba, hồ Upemba và hồ Tanganyika thuộc châu Phi. Chúng có thể dài đến 1 mét và nặng đến 50 kg. Chúng luôn sẵn sàng ăn mọi sinh vật lọt vào tầm ngắm. Miệng của con quái vật này được trang bị hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao dài tới 5 cm. Và thứ năm đó là kỳ lân biển. Kỳ lân biển sống ở những vùng nước đóng băng xa xôi tại Bắc Cực. Chúng có kích thước cơ thể khá lớn, dài 4,6 mét và nặng gần 2 tấn. Một điểm đặc biệt của loài động vật này là chiếc ngà phát triển từ răng nanh hàm trên, phía bên trái. Ngà có thể dài 5 mét, nặng khoảng 10 kg, trở thành dụng cụ để đấu lại kẻ thù và phá vỡ lớp băng đá dây.